tóc chị nó bết bết đúng không, là chị không gội đầu. Chị ơi chị tắt app đi, chị có biết tắt cái bên tóc tóc đâu, chị không biết tắt tóc tóc. Em qua cái trang cá nhân của chị mà xem, chị cũng không biết làm sao tắt được cái app này luôn. Không, chị không chui vô nhà vệ sinh đâu, chị chuẩn bị trèo lên bàn thờ nhà em đó em yêu. Mới gội đầu xong chui vô nhà vệ sinh, vừa từ nhà vệ sinh chui ra baby à, William. Sao em người Việt em phải dùng nick Tây? Đó, tóc con này dùng Hà Thủ Ô. Hôm nay gội đầu á, hôm nay gội đầu xong. Đó với các bà. Đó, mai kia chồng tôi nhuộm tóc cho tôi đi chơi. Bà Kiến đang xem hoạt hình, vừa ăn cơm xong. Trời ơi, bàn thờ nhà em có con gái mẹ chị rồi á. À, mẹ chị á. Mẹ chị đang ngồi trên bàn thờ tổ nhà em mà. Chị ngồi trên bàn thờ bố mẹ em đang đang ngồi đó. Trời ơi. Sao lại phải gắn cờ vi phạm livestream của chị? Thế mọi người sang mọi người sang cái nick Trang Khàn cuộc sống tại Mỹ nhá. Cái nick Trang Trần Mắm Tôm ý là nó sẽ bị report. Để em sang cái nick Trang Khàn tại Mỹ, cho chúng nó khỏi report nick account Mỹ, quên. Bọn bên top top rất là hèn, các bà hiểu không? Vâng, chị mua bên Zalo chị Kiến thì chị Kiến lừa chị nhắn cho em dạ. Chị thấy tóc em mà chị biết rồi. Tóc của em có chị mua, chị xài dùng Hà Thủ Ô nhà em mà đỉnh của chóp rồi. Các chị thấy cái biển trên chưa? Đó, các chị cứ chụp lại màn hình ha. Các chị chụp lại màn hình, các chị chụp lại màn hình rồi các chị nhắn trong một trong hai số điện thoại ở trên Zalo. Trang sang Mỹ eo gọn lại xinh hơn. Không phải eo gọn lại đâu chị, không phải eo gọn lại. Mấy hôm nay là em còn ăn nhiều đấy chị, mấy hôm nay còn ăn nhiều nha, xỉu luôn đó. Các chị mà tóc rụng ấy là các chị sử dụng Hà Thủ Ô. Đây thì tóc này 1 tháng rưỡi này, đây 1 tháng rưỡi nó ra dài cỡ này này, thấy không, 1 tháng rưỡi ấy. Chị nào mà tóc rụng, tóc yếu, tóc khô thì các chị có đi trần. Chị gửi tiền ký 1 ký lạp xưởng rồi tiền ship gửi sau. Dạ vâng chị, tiền ship chị gặp bạn, ship bạn chị gửi nhé. Chắc hôm nay nhân viên nó sẽ gửi hàng cho chị đấy chị. Thank you chị có đi trần. Đó, lâu lắm em mới live stream giờ này, vì bình thường giờ này hai mẹ con đã ngủ từ rất lâu rồi. Đây hôm nay là khi tôi nghỉ hè nên hai mẹ con mới 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 ngồi live stream với các chị. Mà Quách Thị Kiến nhà em mấy mai đi bơi các bạn ạ. Trời ơi ta nói, nó khô mà ta nói, tóc nó khô, da nó khô, mặt nó khô. Trời thần thiên địa trời mây. Muốn chết đi sống lại luôn. Ơi. Đây là khi tôi chỉ bị điểm C. Con xem đi. Thứ nhất là mẹ không thích xem hoạt hình. Cái thứ hai mẹ cũng không hiểu cái câu chuyện hoạt hình của con là cái gì khi con bị điểm C. Con cứ thử bị điểm C đi rồi con thấy cái cảnh liền này. Làm gì có chuyện đi học mình bị điểm C thì không cần đi học. Con hiểu không? Mình đi học mà điểm C thôi, mình ở nhà mình chơi game. Điểm C chỉ dành cho mấy đứa chơi game này. Chơi game TikTok. Con hiểu không? Mình đi học phải học điểm A và A cộng, giống như ở Việt Nam ấy, con toàn A này A cộng không có đấy. Đứa trẻ ngoan, yêu. Yêu ngoan xinh. Thích bơi là bơi, thích ăn là ăn, ừ. Thích mua quà ừ. Thích 5 đô cho heo có 5 đô, thích 20 đô có 20 đô đấy. Nó mới xứng đáng, hiểu không? Bà Kim mà bảo là nhớ điểm C thì sao? Điểm C thì ở nhà. Em thấy chị nhắn tin rồi, 500 nóng nem em thấy rồi. Sao mấy tóc em xù thế? Dạ chị Quế. Dạ chả là em mới đi dọn toilet, lao công phục vụ về chị. Bưng bê về chị, là em mới đi dọn về chị, em mới gội đầu tắm rồi. Bình thường chị thấy em tóc bếp bù lu á. Đó bù lu bà la ấy, là em ở dơ đó chị. Ừ, em ở dơ. Ừ. Được cái em cũng ở dơ đó chị ạ. Ừ. Chị thấy có tội nghiệp em không chị? Khổ em lắm á chị ạ. À.
Ở mỹ hợp hơn nhé, người đẹp ơi Kiến. Và lấy cho mẹ là lọ kem tan mỡ với kéo cái ngăn kéo đầu tiên ra. Lấy cái bao tay cho mẹ. Để em bôi kem tan tới bụng các chị ạ. Đời nó cũng u buồn lắm chị. Tội, chị thấy tội em không? Em là chợ mới được khách búc sang Hinh Linh tầng. Em mới được khách đại gia ở khu Hinh Linh tầng. Khu Hinh Linh tầng mà đầu số điện thoại 714 ấy. Chả là em đăng cái số điện thoại của em lên cái trang 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 pay người Việt tại Cali. Em ghi là em mới sang Cali nhập cư. Đấy, em nhận công việc dọn nhà. Thế là có khách gọi em bảo em rằng là ngày mùng 2 tháng 7 này khách đến nhận nhà tại Cali khu Hinh Linh tầng nhà em. Muốn giúp đỡ em. Đấy, trông áo tưởng béo nhưng không phải đâu chị. Đó, hơi béo tí thôi. Đấy, mới lên lại 5 kg nha mấy chị. Mới lên lại 5 kg là do cũng xin là sau khi mà xuống 10 kg thì sau khi 5 tháng giảm 10 kg thì 3 tuần ăn nhậu mừng 10 kg nó lại lên rồi. Đó, bây giờ lại phải trên con đường phải ăn với cả nhậu đấy. Đấy, các chị thấy đây, 3 tuần nay không có live stream tối đi nhậu đây. Hôm nay mới ở live stream với bà này này. Chứ còn bình thường giờ này các chị chỉ xem lại live stream phát lại thôi. À, giữ rất cao hơn live stream sớm thế. Phải đến 3 tháng nay giờ mới live stream buổi tối đấy anh ạ. À. Chứ mọi ngày là live stream phát lại đấy. Xong rồi anh thấy em béo lại chưa? Từ ngày mà em giảm được 10 cân em mừng quá. 3 tuần nay em nhậu say đắm tình nồng. Mà thôi đằng nào mấy hôm nữa em cũng sang Cali em nhậu lại. Chả hiểu bôi làm gì cho nó. Thôi kệ, kiểu gì nó cũng sẽ gầy. Khổ lắm các chị ạ. Hết mẹ nữa rồi. Hết mẹ viên đốt mỡ rồi. Mở cho mẹ trong cái túi. Đây nó ba lô có cái hộp viên đốt mỡ cho mẹ. Vừa mới đớp tô cơm. Eo vẫn ngon phết trời ơi. Đã bảo hôm trước nó sắt sần sạt, tao không còn miếng mỡ nào chị. Mà 3 tuần đấy. 3 tuần ăn nhậu thả ga. Thế trong cái video ở dưới tầng 1 rồi. Sau ghế của bộ bà ở ghế sofa. Thôi để đấy đi con ạ. Không cần dùng lấy đâu. Để quên ở cái ba lô dưới nhà rồi. Thôi thì nhà đâu là cũng là vũ khí. Các bà hiểu không? Ở đâu là cũng có đồ. Cũng có viên đốt mỡ. Thôi thì xé hộp mới cho lành. Đỡ bắt con gái xuống nó đang xem hoạt hình. Đó các bà, đấy, một hộp này 47 đồng. Tôi lại tiếp tục nhé, các bà nhớ dùng tôi nhé. Hôm nay là ngày 27 tháng 6. Tôi lại tiếp tục cuộc đời. Trên con đường giảm cân tiếp tục. Có chứ, kem dưỡng da cổ có bán cho em, chờ chị tí chị chuẩn bị đến giờ dưỡng cổ đây. Đó, chờ chị tí, chuẩn bị dưỡng mặt rồi dưỡng cổ. Đó. Đến xem trong cái ngăn Balenciaga ba lô lấy cho mẹ cái dây buộc tóc thôi. Balenciaga cái có cái dây buộc tóc của ngăn đấy. Đó. Em là không có gì, nhà không có gì ngoài viên đốt mỡ bụng. Sờ đâu cũng thấy này hết này. Uống 2 viên này vừa mới làm mà. Bắp cơm. Ăn cho cố vô. Chị review cho em, chờ chị đi, chị buộc cái tóc lên cho em nhìn kem dưỡng cổ. Chờ tí. Đây, tôi kể cho các bà nghe. Các bà phải chờ tôi. Các bà đã bao giờ em chuẩn bị mở cái áo có ngực à, cái áo khoác ra bờ ra nhé. Các chị chờ em vào em thay cái áo, trong cái áo này cởi ra chúng có gì bọt em là khiêu dâm gợi dục. Chờ em 1 giây. Đây. Béo thì cũng có béo các bà. Béo thì không có béo nhá. Ủa chứ đóng lại tắt lại cái đèn trong toilet. Này. Bôi kem tan mỡ bụng rồi nha. Đây tôi kể cho các bạn. Tôi không nhớ cái giá của kem. Tôi không nhớ cái giá của kem quần này của chồng tôi các bạn. Quần chồng tôi tập gym. Lấy ra mặc luôn. Rồi. Để tôi review cho các bà. Rồi đen xì ngã vật tôi thật sự các bà luôn. Đây là tác phẩm của Quách Thị Kiến. Kiến hôm nay nghỉ hè con. Nghe giọng véo von. Đúng rồi. Kiến ơi đi vào trong kia lấy cái hộp mà dưỡng dưỡng mặt đi, mặt nạ cờ ngủ dưới đây con.
Đấy, cháu Quách Thị Kiến báo giá cho mẹ sau mai cháu cũng đen vậy cháu. Thì tại con đi bơi thôi. Cháu có đi bơi không cháu? Dạ có, mẹ biết mà. Cháu đi bơi xong mà cháu không lạnh mà mẹ cháu lạnh run si 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 mi sun vậy. Tại do từ đầu mẹ không chịu tập thể dục. Nà, không chịu khởi động à? Không chịu khởi động thì vậy thôi. Đó, đây chờ tí nhé. Bảo Quách Thị Kiến, bác chào Kiến về kiện nào? Chờ bác. Đấy, các bác thấy mặt đen này. Mà phải bôi cái này nha. Không bôi cái này nó toát vòng toạc mặt lên sợ lắm đấy bà ơi. Này nạ, mặt nạ cấp ẩm. Em Rick không chịu bôi. Em Rick hôm sáng nay đạp mẹ một cái. Mẹ định bôi cho em Rick đạp mẹ một cái. Tại vì đi bơi á. Quay ra mặt bên phải rồi. Đi. Đi làm cái miệng con bị dính như nó đèn phòng là đau muốn xỉu. Là sao phòng không bị rũ môi đúng không? Khô môi đúng không? Nó lại rồi, rồi bị nổi cái mụn rồi, bị nổi cái mụn rồi, bà nội mời bà ra. Rồi. Rồi. Mà mẹ còn bôi. À, đây đây bà nội. Nói chung là tôi cũng bị giống bà Kiến. Tôi cũng bị giống bà Kiến này. Mặt này, rộp luôn này, rộp lắm mấy bà. Biết sao không? Cái nước hồ bơi nó rất là khủng khiếp mấy chị. Đó. Về rửa mặt có thấy cái sập rộp không? Rộp không? Đó. Là phải bôi. Nói chung là cái mặt nạ cấp ẩm này này, dành cho những bà nào mà đi phơi nắng là một mẹ kinh. Nói chung là cái mùa hè bên Mỹ này nó kinh kinh khủng khiếp hơn Việt Nam mình. Việt Nam mình nó không bị khô. Cái nắng bên này nó dã man nha. Này các chị nhìn em đen như củ tam thất chưa? Đen như củ tam thất, sợ thật. Đi bơi mới có 4 ngày liên tiếp thôi. Xong mặt nó rộp lên này. Đó. Cái mặt nạ cấp ẩm này chị nào bên Mỹ này, mua ngay cho Gena nhé. Chị nào bên Mỹ thì mua. Có cái này ở Costco bán nha. Còn chị nào Việt Nam thì nhắn em. Trời ơi, cái đi hồ bơi về này, đi biển về này. Hôm nay là bà Kiến là Mai bảo là không mẹ ơi Mai con không đi bơi nữa. Mệt quá rồi, ngày nào bơi 3-4 tiếng. Đấy, tôi chuẩn bị tôi bôi ấy. Có rất nhiều chị này, dưỡng da mặt nhưng mà không dưỡng da cổ. Các bà đã nghe cái câu chuyện là những cái người mà người ta tập trung dưỡng da mặt xong người ta không dưỡng da tay, không dưỡng da cổ chưa? Big Boss. Những người nha, có những người người ta kỹ lắm. Mình nhìn những người người ta trẻ đẹp mình ham. Mà cái mặt mình ấy, ngày nào không nhậu thì mình còn dưỡng. Cái ngày nào nhậu là cũng xin là rửa được cái háng là may rồi. Đó. Cái mặt nạ cấp ẩm này ở Việt Nam có bán các bạn. Mặt nạ cấp ẩm Việt Nam có bán. Em sẽ chỉ mọi người là cái cách để mọi người làm sao cho mặt và cổ nó đừng có bị mất cân bằng. Đây, da cổ của em đây. Có rất nhiều chị cúi xuống như này. Cái cổ nó nhăn đúng chưa? Cái cổ nó nhăn. Thì các chị phải nhớ này. Khi mình dưỡng da ấy, là mình phải dưỡng đều. Có nhiều chị này rất tập trung dưỡng cái mặt, không dưỡng cái cổ. Tập trung dưỡng mặt, dưỡng cổ, không dưỡng cái tay. Em là một người không có dưỡng cái gì cả. Em lười như hủi. Chỉ hôm nào mà ngồi live stream em dưỡng để em nhắc các chị, nhưng mà em không có làm. Tại vì do cái tính cách của mình là tính nết của cái thằng đàn ông. Mình không có thích kiểu lâu lâu. Nhưng mà cái da mặt em thì em phải dưỡng mỗi ngày. Vì mình bán hàng mình dưỡng mỗi ngày, các chị hiểu không? Đó. Cho nên là hôm nay em sẽ review cho các chị một cái gọi là sản phẩm để các chị dưỡng cái cổ. Thì cái kem dưỡng cổ này này. Đó. Cái kem dưỡng cổ này này. Em nhớ không lầm nha. Là 535.000. Đó. Cái này của Hàn Quốc. Cái này của Hàn Quốc. Đấy, em đã dùng rất là lâu rồi. Đó. Hãng nó mới đổi sang cái vỏ màu nâu. Đây là kem. Đây nha. Các chị dùng kem dưỡng cổ là các chị không bôi kem dưỡng thể. Loại này thì không bôi kem dưỡng thể trước. Tắm rửa xong các chị ra thấm khăn lông dạo cho nó khô người xong là các chị sử dụng cái này liền. Đây là kem dưỡng cổ. Sau khi bôi xong là các chị sử dụng tay này. Các chị nhớ dùm em này. Nếu muốn dưỡng cổ hiệu quả các chị phải bôi như thế này, mít ràng sau. Bôi như thế này, mít ràng sau. Đó. Đó. Một ngày các chị phải bôi một lần và nhớ này. Sau khi bôi kem dưỡng cổ, các chị phải massage nó tầm 20 phút. Đừng có lười. Tất cả, ngay cả bản thân khi các chị tắm, các chị cũng đừng dùng cái bông tắm các chị chà này. Nó tổn thương và nó tác động lực quá mạnh. Thì cái da cổ của mình nó sẽ bị sóng xô bờ nha. Đó. Các chị chịu khó này, ngồi vuốt, massage.
ít nhất 10 phút, còn trung bình đó chị cứ massage tận cỡ 20 phút. Đó. Mình ngồi mình chơi thôi, mình ngồi mình livestream hoặc mình ngồi mình ở nhà. Mình bôi kem đến khi mà mình bôi xoài, khi kem nó thấm vào hết rồi. Kem nó thấm vào cổ ấy là chỉ sau khoảng 1 phút là thấm hết rồi. Đó, chị đã thấy là nó thấm rất là nhanh. Không bết dính nha. Đó. Đó, các chị nhớ này, đó. Khi các chị mà bôi cái kem này xong rồi, bôi xong rồi, cỡ 1 phút là nó đã thấm rồi. 1 phút nó thấm. Đó, thì các chị đừng có dại gì mà các chị gọi là ra chỗ nóng. Nóng thì là nó sẽ chảy mất kem. Đấy, cứ cỡ 1 đến 5 phút thì cái kem nó thấm vào hết. Còn đây là tay này, ôi dồi ôi, ôi. Bây giờ mà các chị gặp em bên ngoài này, lâu không xem thấy em gầy thế, giảm được 10 cân xong nhậu, vêu cả mõm ra, 3 tuần nay lên lại 5 cân rồi chị. 3 tuần trước chị xem em mà gầy mê mõ đi. Mặt là gọi là hú hồn chim én. Đây các chị nhìn này, khủng khiếp không? Đi bơi với bà Kiến 4 ngày, phơi nắng mỗi ngày 3 tiếng, em đen như củ tam thất. Thật sự sợ hãi luôn. Không xuống thì bà kêu rồi chứ. Mẹ ơi mày xuống bơi với con đi mẹ. Mẹ ơi mày xuống bơi với con đi mẹ. Mẹ không thương con. Mà xuống với bà đây. Tại vì mọi người biết sao không? Hàng ngày là em đã lái ô tô 30 phút đi học, 30 phút về là 1 tiếng. 1 tiếng mỗi chi bây giờ em toàn mặc áo cộc. Ngồi ở trên xe là nó, cái tay của mình nó đã bị hưởng là cái hưởng cái nắng rồi. Cái nắng bên này nó khủng khiếp. Nắng mà nó lên đến 95 độ F. Xong là mình ngồi lái xe, các chị biết rồi, nó nóng phập thế này. Thế là mình lại bật điều hòa, mình quay cái điều hòa vào người. Nó khô, riêng cái tay nó khô đen rồi. Xong hôm nay đi mượn, đi xong rồi 4 ngày nay đi bơi. Đi bơi xong rồi nó sẽ như kiểu là nó hấp thụ cái nước hồ bơi ấy. Nó gọi là có cái gì phốt pho à. Sợ lắm thật sự luôn. Em bôi dưỡng thể cỡ 3 ngày em sẽ tẩy ra chết các chị. Khủng khiếp không? Ăn nắng lắm, em là người rất ăn nắng các chị. Em ăn nắng vô cùng. Đó, đây là em dưỡng thể này. Nói chung là lâu lâu dưỡng nó trắng lại, xong gặp phải bà Kiến thì thôi, vỡ nợ. Mọi người biết không, mọi người đi biển ấy, đi biển về ấy, mà nó bị đen da này, mọi người đừng tẩy da chết nha. Tuyệt đối đi biển về đừng tẩy da chết, đừng nghe con mấy má kêu là ôi đi biển về đi tẩy da chết Trang ơi. Bạn ơi đi biển về đi tẩy da chết rồi, cho nó hết cái vùng này. Nhớ này, mình mới đi biển về mà người ta rủ mình đi tẩy da chết là người ta ác với mình lắm đấy. Đi biển về dĩ nhiên là mình sẽ bị rộp da, mình sẽ bị có những cái lớp da sừng. Đừng ngu dại mà tẩy da chết, vì ở dưới cái lớp da rộp đấy là lớp da non. Cái lớp da non đấy mà các bà không giữ ẩm vào ấy, để cho nó mềm cái da chết bên ngoài thì nó dưỡng cái đấy, thấy chưa, nó lên rồi kìa nè. Đó thì các bà phải dưỡng cái da mà như thế này. Nguyễn Ngọc, chị muốn mua An Nhiêu Cung á, chị nhắn tin em có thể lấy cho chị. Nhưng mà em thì không không thần thánh hóa về An Nhiêu Cung. Em là một người rất là thích tìm hiểu những cái sản phẩm để giúp cho cái cơ thể nó giảm mỡ máu, giảm mỡ nội tạng, không bị tắc nghẽn mạch máu não. Nhưng mà nhiều người bán thì thần thánh hóa cái sản phẩm đấy. Nhưng còn bản thân em á, em vẫn khuyên mọi người không có một cái gì nó tốt bằng giấc ngủ đúng và giấc ngủ sâu. Những cái người mà tỷ lệ đột quỵ cao á là những cái người mà cái giấc ngủ của người ta không sâu. Người ta bị mỡ máu, cái máu huyết họ không lưu thông. Những người bị đau cổ vai gáy, tắc nghẽn cái phần này này. Có thể là em không phải bác sĩ, nhưng mà vì em cũng đọc, nghe và xem rất nhiều những người người ta uyên thâm và em tìm hiểu, thì cái việc mà các anh các chị đừng nghĩ rằng là một cái sản phẩm nào đó nó sẽ giúp giải quyết được cái bệnh nào đó. Riêng về mấy cái đoạn mà máu huyết nó không lưu thông ấy, thì em có một lời khuyên như sau. Tất cả các anh các chị chưa chết, chưa đột quỵ, chưa đau nửa đầu, đừng để móng tay nhọn cụt này này. Hoặc khi có móng tay các chị cũng để dùng cái thịt tay. Em khuyên một câu chân thành. Đó. Khuyên một câu chân thành. Tay này, dùng massage đầu. Massage đầu. Đó.
Mọi người một ngày nên mát xa đầu nhé, trước khi đi ngủ 15 phút. Các chị dùng bàn tay, thịt tay, các dùng cái thịt nha. Các chị mát xa. Thứ nhất, cái cách mát xa đầu này này, nó giúp cho máu huyết lưu thông. Máu, mạch máu dưới da đầu nó cũng được lưu thông và nó sẽ giảm giúp tóc đấy. Những người mà hay buộc tóc ấy, hay buộc tóc như em ấy, là nên đó, dùng thịt tay này, massage này, đó. Các chị phải nhớ này, những người ấy mà cái công việc làm việc của các chị ấy nó bị căng thẳng, nó bị áp lực, các chị nên uống ginkgo bổ não mỗi ngày. Ginkgo bổ não là nên uống từ năm 15-16 tuổi. Sản phẩm đấy cực kỳ tốt cho máu huyết lưu thông cho não. Để em lấy đấy cho các chị xem, ngày nào em cũng uống 2 viên. Không ngày nào là em không uống. Em uống đến bây giờ là 7 năm rồi các chị. Em uống cái ginkgo bổ não đến giờ là 7 năm nhé. 7 năm. Là cái này nè. Mình đang bị tai biến 1 năm nay. Chị muốn mua an ngưu cung Hàn Quốc, chị nhắn em. Em lấy cho chị thôi. Chị em không bán cái đấy. Cái đấy thì nó tốt, nhưng nó không phải là cái để trị đột quỵ. Em thì uống ginkgo bổ não cho máu huyết nó lưu thông. Cái này ấy, những chị nào, anh nào công việc căng thẳng, làm việc nhiều, con cái học hành nhiều, mua cái này. Từ 15 tuổi đổ lên, 15 tuổi đổ lên dùng cái này được rồi nha. Mỗi ngày em đều sử dụng ginkgo bổ não. Ngày nào cũng 2 viên. Cái viên này nó giúp cho khí huyết lưu thông, cho nó lưu thông mạch máu não. Đó. Và đặc biệt là mọi người lên massage đầu mỗi ngày. Và cái này, an ngưu cung nó không phải là thần dược. Trời ơi, tôi vừa nãy em mới xem ở trên mạng, thật sự không dám vào bình luận vì sợ mấy bà nuôi chó với bà chửi. Sợ có Nhung chửi, các bà hiểu không? Trời ơi, vừa xem một quả cô gái vàng trong làng thương chó. Trời ơi, cô gái vàng trong làng thương chó mấy bà. Dẫn chó vào khu vui chơi trẻ con. Đó. Dẫn chó vào khu vui chơi trẻ con. Con chó nó ị trong đấy. Người dân người ta nhắc thì lại kêu là thì con bà xuống đây chơi nó ị ở đấy thì bà có dội nước không? Dội hết không? Thật sự. Mọi người ơi, mọi người yêu động vật thương chó là đúng. Con chó nó rất là trung thành với con người. Và nó rất là gần gũi với con người, các bạn hiểu không? Nhưng mà cái chuyện mà mọi người mang chó của mình vào khu vui chơi trẻ con là không được. Con chó của mình có yêu quý nó đến cỡ nào thì nó vẫn là động vật. Không phải là em coi con chó là này là kia, hay là mình kỳ thị. Mà đơn giản như này, con chó là cục cưng của mình. Con người, đứa trẻ nó cục cưng của nhà người ta. Mình coi con chó là con mình. Con người là con cục cưng của người ta. Nhưng khi con chó mà nó ị ở cái khu vui chơi của trẻ nhỏ, mình đừng sân si. Cũng một câu nói, dạ thôi xin lỗi chị, con chó con em nó hơi lỡ làng. Thôi chị đợi chị cho em tí, em buộc cháu nó lại rồi em dọn phân dọn cất chỗ này cũng được. Chứ tự dưng mình xem clip mình thấy cô gái áo đỏ đấy, tự dưng làm người khác ghét những cái người nuôi động vật. Tại sao có những người mà người ta nuôi chó người ta rất ý thức? Dẫn chó đi dạo ở công viên đấy. Em thì em hay ngày xưa lúc ở Việt Nam em hay chạy ở cầu Ánh Sao quận 7 đấy. Chạy bộ ấy, với cả là em đi ở cái công viên đó. Em thấy rất nhiều các anh chị, các cô, các chú dẫn chó đi theo và tay có trong túi quần người ta có cái bi lông. Cái ly lông. Muốn chọn mình cưng chó của mình thì mình phải chăm chó của mình nó chu đáo đúng không chị? Nuôi được con chó, mua cho nó bộ đồ, mua cho nó dây xích đẹp, mua cho cái xiềng đẹp, mà mình lại không mang theo cái ly lông nó ỉa ra đâu thì phải dọn đấy chứ. Con mình mà cất con mình thì nó thơm lắm, nhưng mà cất con mình với người ta thì nó thối lắm. Nên là đừng có cái kiểu mà bảo rằng là em mang con chó nó là con của em, nó con em không đúng. Khu vui chơi mà nhất là trẻ nhỏ mà lại là cái chỗ có cái thảm, mà cái thảm nhựa để cho trẻ nhỏ nó bò. Mình lại cho con chó vào chơi bình thường, trẻ con nó cũng mê chó. Nhưng mà khi lỡ chẳng may nó ỉa ra đấy
thì phải dọn đi chứ lại bảo này. Như con em, ngang ngược. Thật sự ngang ngược. Làm cho người khác người ta cũng hiểu sai về những người nuôi chó. Chứ tôi thấy mấy người nuôi chó bên này người ta lịch sự. Tôi thấy mấy người nuôi chó người ta lịch sự với bà. Người ở bên này người ta đi dẫn chó đi dạo là người ta có cái túi bi lông nha. Bạn mà cho chó ỉa lung tung ở bên này là phạt đấy, đùa đâu. Tóc tai này, gội đầu xong nó vậy đó. Gội đầu xong nó vậy mấy bà. Bôi mặt nạ cấp ẩm xong nha. Bôi mặt nạ cấp ẩm xong à, sau khi bôi mặt nạ cấp ẩm xong, các bà hỏi tôi là có bôi dưỡng da không thì tôi có nha. Tôi có bôi dưỡng trắng nha, chứ không đen lắm. Bôi dưỡng ẩm xong thì vẫn bôi một lớp kem dưỡng trắng Silentox để vết thâm này. Mặt thì đã bị mụn này, mới bị cái mụn đây. Xong rồi còn đi bơi với má Kiến nữa. Má Kiến má ấy rủ tôi đi bơi xong mà và nằm, tôi có bơi đâu, tôi ngồi ôm cái phao tôi nằm tôi nhòm má, bởi vì má nhảy cầu, nhảy cái cầu nó sâu lắm. Tâm sợ má bị làm sao, canh. Đen xịt đen xịt. Trời ơi, má ơi, tao nói nó đen. Nhìn như củ tam thất đi mấy mẹ. Đó. Ai cũng biết chị em là em bôi dưỡng da mặt rất là kỹ luôn. Đấy, vậy mà lâu lâu nó vẫn lên. Nó vẫn lên cái mụn đấy mấy mẹ. Kem Silentox nha mấy mẹ. Bên Mỹ có hàng nha. Đây kem dưỡng trắng da. Bạn nào da dầu giống em, bạn nào da dầu bôi cái này nha. Da dầu da hỗn hợp bôi cái này. Bôi kem nó có vuốt nó sai này mấy mẹ. Ngày nào bôi riêng dưỡng da, kiểu gì năn lên bò xuống là cũng phải bôi. Cái nắp đâu rồi này, mọi người nhìn thấy mắt nhăn không, thấy mắt nhăn không? Chỉ có 2 tháng nay quên không bôi đấy mấy mẹ. 2 tháng nay quên không có bôi kem nhăn mắt đấy mấy mẹ. 2 tháng nay. Cái gì bà kia, bà Hương bà cười gì tôi? Bà nhận chóp tôi rồi nha bà Hương. Bà nhận chóp rồi, tôi sang tôi dọn nhà cho bà đó. Tôi chờ rồi đó nha. Tôi chốt lịch, tôi book tài máy bay, tôi sang Cali tôi dọn nhà cho bà thôi. Bà nhà bà này, bà đừng có lằng nhằng. Trời ơi, tôi chuẩn bị cái đầm dạo hội 7m rồi. Bà Quỳnh Nguyễn nha, tôi chuẩn bị đầm dạo hội 7m rồi. Nhà bà lắp camera chưa? Chưa thì cho người vào lắp camera trước khi tôi vào lau dọn đi. Chứ không nhà hình đinh tầng đấy, mấy chục triệu đô xong các bà mà bảo tôi vào tôi ăn cắp viên kim cương tôi chết. Tình ngay lý gian. Xong rồi trên người tôi toàn đeo kim cương phách. Các bà hiểu không? Bà hiểu vấn đề không bà? Khuyên tai xà leo xà lầu của tôi phách không? Rồi bà kêu tôi cháo hàng cháo đồ của bà tôi chết. Đó chị khách đấy. Chị book tôi sang Cali dọn nhà chị đấy mấy bà. Em ơi, mới có 1 tháng mấy không có chị bôi kem dưỡng mắt này, mắt nhăn này. Các bạn nhìn nhăn không? Bà mẹ thiên địa. Ở đời này khi mà sập sệ sang tuổi 40 mấy mẹ, mình cái gọi là cái độ đàn hồi của da mặt mình ấy, tất cả các bộ bù lông ốc vít của mình ấy, nó không còn được như cái thời son rỗi nữa mấy mẹ. 1 tháng rưỡi không bôi kem chị nhăn mắt, nó kinh khủng khiếp luôn. Em phải công nhận nha, 1 tháng rưỡi em không bôi kem chị nhăn mắt. Thấy cái cảnh luôn mấy bà. Các bà baby mua này, em dùng cái này 5 năm rồi nha. 6 năm chứ. Kem chị nhăn mắt, kem biến collagen này 6 năm rồi. Em bán cái gì nha, em cũng bán rất là bền vững. Tại vì em đã biết nó tốt là sẽ dùng lâu dài. Bà Quỳnh có mua cá, mua kia bà có mua cái kem chị nhăn mắt không? À mà thôi bà mua cái nhà đi em phải... 1,7 tỷ đô đấy thì thôi. Mẹ bà thiếu đéo gì tiền đi đi căng chỉ với cả chích này chích nọ. Bà cần gì mua cái kem nhăn mắt của em. Thế nhà có giúp việc không? Thương giúp việc thì mua cho hộp giúp việc cái hộp kem chị nhăn mắt này này 33 đồng.
Mà bé tí nhưng có võ nha mấy mẹ. Việt Nam là 455.000. Này các bà bôi. Rồi các bà xem này, các bà hơi nhìn thôi này. Này nhìn thôi này. Thấy viết nha, mẹ có 50 chân chim rồi. 50 chân chim rồi nha. Bà cứ đợi đấy. Tôi sẽ cộng chết mẹ rồi. Mai phải xuất thêm một hộp nữa mấy má ơi. Đó. Cái hộp này dùng từ ở Việt Nam. Một hộp này dùng lâu lắm, 25 ml lận. Lấy một miếng hạt bằng hạt gạo thôi. Chịu qua massage này rồi các bà tin tôi đi. Các bà bôi cái này massage cỡ 30 ngày các bà thấy liền luôn. Và nó còn trị cả mấy cái nhăn này. Chết mẹ rồi. Ta nói ăn nhậu giết tao nó quên luôn cuộc đời. Này. Chết mẹ mày rồi Trang ơi. Ăn nhậu cười cho cố vô. Bà ăn cà khô bà có mua kem dưỡng cho tôi không? Ừ. Chắc là sang tháng phải lấy một hộp này rồi. Một tháng phải lấy hộp này. Mấy bà bị nhăn này, khóe cười này, chết mẹ rồi. Nhăn khóe cười này. Một tháng rưỡi không bôi kem nhăn mắt chị. Một tháng rưỡi em không bôi kem nhăn mắt và nhăn mẹ luôn. Có nghĩa cái gì ấy nó cũng phải có cái gọi là cái gọi là cái thói quen đấy. Một tháng rưỡi nay ấy, ăn mừng là giảm được 5 ký, à giảm được 10 ký, nhậu lên mẹ 5 ký rồi. Hôm nay dẫn lên cân lên mẹ 5 ký rồi. Hôm trước xuống 58 cân đúng không? Hôm nay lên mẹ 63 cân rồi. Chán mẹ rồi, tối nay đình công không ăn cơm. 6:30 về ăn một tô cơm chiên thôi, chứ bình thường là 8:30-9 giờ xuống ăn cơm đình công. Còn khô cà dứa dưới tủ lạnh đình công. Đấy, đình công bây giờ 10 giờ tối. Giờ là 10 giờ tối đình công nhá, nhưng mà 1-2 giờ sáng thì không biết có đình công hay không. Thì tôi không biết nha mấy bà. Hiện giờ tôi đình công lúc này. Tôi quên đi cái câu chuyện đấy. Nhưng mà 1-2 giờ sáng thì không biết tôi có đình công nổi không. Cái mỏ này. Này mấy bà. Thấy mỏ không? Các bà ở bên Mỹ là có hai hộp này sẵn nha. Đó. Trước khi mà lúc mà tôi đi Mỹ, tôi mang theo. Đấy, tôi mang theo hộp này. Đấy. Một hộp này các bà dùng được khoảng 2 năm lận. Chăm chỉ như tôi, tiết kiệm như tôi là 2 năm chứ không bình thường chỉ 1 năm. Đó. Đó. Mấy bà muốn giữ môi hồng mềm là các bà giữ dùng cái này nha. 395.000. Tôi giảm cho các bà còn 395.000. Phí shipping bên Mỹ nó mới báo tăng. Hình như tăng một đơn hàng trong phạm vi là bao nhiêu là hà bao nhiêu cent, 56 cent. À, mặt nạ ủ môi ở Việt Nam. Mặt nạ ủ môi Việt Nam là 395.000, ở Mỹ hình như em nhớ không lầm là 26 đồng. À. Bây giờ phải làm lại, có vẻ hơi chậm, hơi muộn. Bởi vì lượn đi ăn nhậu cho cố vô quên với câu chuyện là dưỡng da, dưỡng đầu. Một tháng rưỡi ăn nhậu lên mẹ nó 5 cân lại, chán mớt đời. Mắt sao, có nhiều bà bảo Trang ơi cái này Trang bôi nách nha, Trang trắng thế bôi chị bôi đầu rú có được không? Dạ không được các mẹ. Cái hộp này không để bôi đầu rú. Trời ơi cái hộp này không bôi đầu rú má. Nách bẹt các má, mông đít các má. Đít mông các má mà bị đen. Mời các má dùng cái này cho con. Đó. Massage này. Thấy cục chưa? Không biết cục gì bên trong này. Đó. Nách này. Ok chưa? Chuẩn bị bikini nữa nhá. Lau nhà xong xuống bơi rồi enjoy. Hot top rồi ơi. Cái khổ bà quá là hôm nào. Vậy bà chốt tôi đã bay sang Cali ở đây. Tôi đến tôi lau nhà cho bà. Bà tưởng thì không nói sớm. Mua nhà mấy triệu đô thì chả có nói sớm. Thì chân đen thế này. Đây này. Mẹ đi bơi đi sình đi hồ. Bà mẹ bôi còn 4 ngày nó bôi snow white làm sao mờ được cái chân này nữa bà này. Bà không
Đáng nhẽ ra là nói từ cách đây 1 tháng rưỡi thì tôi bôi nó mờ những cái vết vết gẻ chân này, thì tôi lượn đi, tôi cái hồ bơi nhà bà tôi kết quắc một đường khổ ghê vậy đấy. Ê, chị ơi, chị đã có quản gia với cả là lao công dọn dẹp chưa? Em sang Cali em làm với chị nhà chị đã có quản gia các thứ chưa? Ngủ trong mấy cái nhà mấy triệu đô tiền đình đấy, tiền đình em ở trong toilet nó quen rồi. Trời ơi, có phòng riêng cho quản gia thôi, chỉ là sang trọng như thế thì em không ở đâu. Em sống ở trong toilet là quen rồi. Em sống trong cái góc này, còn đây này, em nói thật các chị. Đấy, em ở bên đây này. Đấy, em chỉ có cái chỗ này thôi. Với cả toilet. Khu của em chỉ có chỗ này là toilet. Em cứ ngồi như này thôi. Tối về em ngủ, em nằm, em ngồi, em ngủ. Em nghiêng, nghiêng, nghiêng đầu vào tường này. Nghiêng đầu vào tường, nghiêng đầu vào tường, nghiêng đầu vào tường. Em nghiêng đầu vào tường, em ngủ. Nhưng mà em ngủ đẹp nhé các chị. Em chào chị Yến à. Thôi chị, em không ở phòng riêng của quản gia đâu. Ừ. Em ngủ quen rồi chị. Em nghiêng mình giọt nước chị. Em nghiêng mình giọt nước. Em ngủ quen rồi chị. Thôi nhà chị có cái toilet nào nó trống thì thôi để em vào đấy em ở được. Mua cho em cái túi ngủ được rồi chị ra Costco chị. Thôi thì chị cứ đưa tiền cho em. Em thấy Costco nó bán cái túi ngủ ấy. Bán túi ngủ có 20 mấy đồng. Thôi thì thế cũng được rồi chị ạ. Em không gối đâu. Em nằm gối cao nó bị tắc nghẽn mạch máu gáy, đau cổ vai gáy. Máu huyết đi không lưu thông. Chết đột quỵ vớt ạ. Ngủ đẹp chứ sao chị thế này. Đây này bà Kiến, bà cho tôi đi bơi này. Thầy luôn bơi 4 ngày liên tiếp, ngày nào 3-4 tiếng tôi đen xì ngã vật này. Chưa kịp trắng lại ngày nào thì bà cho tôi đen xì ngã vật từ bà Kiến. Sợ thật luôn. Đi sang Cali đó tôi bảo là đấy, con này chắc ở bên Tennessee đi nhặt rác. Mẹ chưa kịp làm đen, làm đẹp, làm trắng. Thôi thế này rồi, chẳng dám đi chơi đâu các bà. Đi ra chỗ homeless, Los Angeles. Xuống Los Angeles vậy. Để nhặt vào khu homeless để ngồi ngồi chung với các đại ca, đại tẩu. Nhiều khi người ta qua đường, các ông các bà nhớ nhá, lên Cali thấy tôi ở mấy chỗ homeless thì rủ lòng xót thương nhá. Rủ lòng xót thương cho tôi 1-2 đồng để tôi có gói mì tôi ăn trong lúc tôi chờ đợi chủ nhà Quỳnh Nguyễn của tôi đến mở cửa cho tôi vào dọn dẹp. Ông bà nào thấy tôi ở homeless nhớ quay phim chụp hình đăng lên cho nó xôm xả nhé các bà. Thấy em ở Cali đi nhặt rác nhặt riêng nhớ quay chụp clip up lên TikTok cho nó zoom. Bôi kem đi ngủ. Sợ thật đấy. Sờ cái tay bây giờ vẫn nóng này. Tắm tới 4-5 tiếng trước mà giờ sờ cái tay vẫn nóng. Điều hòa thì chết rét. Thế mới thấy cái sợ thật. Bị rộp da đấy với mẹ. Ngày 19 tháng Ngày 19 tháng 7 là tôi đi xuống Atlanta. À, tôi xem ca nhạc và tôi đi nhậu 3 ngày nha mấy mẹ. Các bậc nhậu ở Atlanta nhớ chờ tôi đấy nha. Các bậc nhậu Atlanta chờ tôi. Kem trắng da DK này này. 23 đồng. Đó. Nó trắng từ từ đấy nha mấy mẹ. Trắng từ từ. Đó. Ok chưa? 10 rưỡi rồi em đi ngủ đây. Đi ngủ với mẹ. Mua gì nhắn em số điện thoại kia nha mấy mẹ. Hen, đi ngủ đây. Bye bye cả nhà.